Dọn dẹp thật tốt căn phòng này cho tôi. Nhớ đồ nào để ở đâu, lau xong thì để nguyên vào chỗ đó. Tôi cần một người dọn dẹp thật sạch sẽ, thật thà. Và nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng. Vâng, chị cứ yên tâm. Này, bỏ khẩu trang ra được không? Cái con quét dọn này, nhìn tiểu thư gớm nhỉ? Làm ở đây, họ trả cho bao nhiêu tiền một tháng? 3 triệu, một tuần làm 3 buổi. Được rồi, vậy tôi sẽ trả thêm cho chị mỗi tháng 1 triệu. Và mỗi tuần đến đây làm 2 buổi. Ừ. Nhưng có một điều kiện, là chị phải tuyệt đối không được để cho ai biết tôi đã thuê chị dọn dẹp căn phòng này. Tôi nhận dọn phòng cho bạn trai, vì quá bận nên mới phải nhờ chị. Có gì chị giữ mồm giữ miệng cho tôi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ tôi bận, tôi phải đi ra ngoài. Tôi sẽ khóa cửa đấy. Một tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Anh thấy thế nào? Em đã phải dọn dẹp nhà cả ngày đấy. Vợ yêu, anh cảm ơn em. Lần này bố mẹ anh mà lên, chắc chắn sẽ rất hài lòng với cô con dâu tương lai cho mà xem. Anh làm em vất vả rồi. Có gì đâu, em làm một loáng là xong thôi mà. Sau này về với nhau rồi, mỗi ngày em sẽ tạo cho anh một bất ngờ. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Hôm nay là ngày gì mà em chuẩn bị công phu thế này? Anh nể, chẳng thèm nhớ gì cả. Hôm nay là kỷ niệm tròn 1 tháng ngày chúng mình yêu nhau đấy. Anh nhiều việc quá nên chẳng nhớ cái gì cả. Anh xin lỗi em. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Bác không ngờ thằng cháu của bác vừa học giỏi lại biết sắp xếp mọi thứ ngăn nắp như thế này. Vậy mà mấy hôm trước nghe tin cháu nó mới đi làm, em cứ lo không hiểu thằng bé nó sẽ xoay sở như thế nào. Từ bé nó có phải động chân động tay vào cái việc gì đâu. Anh chỉ giỏi làm cho mẹ thót tim thôi. Căn phòng này mẹ không nghĩ là phòng của con trai mẹ. Nếu biết anh như thế này, ngay từ nhỏ mẹ đã thuê cho anh một căn nhà để ra ở riêng rồi. Ở nhà nó cấm có động chân động tay vào việc gì. Phòng của nó cứ như cái chuồng lợn ấy bác ạ. Chị là nhà giáo mà ví von linh tinh quá đấy. Trưởng nam của dòng tộc nhà tôi, làm sao mà lại ăn ở như lợn được. Dạ. Cũng phải thông cảm cho con. Con nó tập trung vào học quá, cho nên nó không để ý đến những cái việc ấy. Anh nói rất đúng. Đàn ông ai lại đi lo những chuyện vặt vãnh như thế. Không phải con dọn dẹp đâu, mà có cô Tấm giúp đỡ đấy ạ. Này này, anh vừa mới lên thủ đô có 2 tháng, tập trung vào học thì không tập trung, sao lại tập trung vào cái chuyện ba lăng nhăng ba lít nhít thế hả? Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng con ạ. Con còn trẻ, sao lại vội vàng thế? Thì con cũng đã muốn yêu đâu. Nhưng tại con bị tiếng sét ái tình. Mà bố mẹ cứ yên tâm đi ạ. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến học tập và công việc của con đâu. Cô chú cổ hủ quá đấy. Cứ để cho thằng bé nó yêu đương tìm hiểu đi. Người ta bảo rằng yêu 50, chọn 10, lấy 1. Mình là con trai có lo cái gì nào. Nó yêu càng nhiều thì càng chọn được giống tốt để duy trì dòng họ hoàng nhà ta. Thế mới đáng mặt trưởng nam dòng họ hoàng nhà ta chứ. Ai đời, bác cứ vẽ đường cho hiêu chạy như thế. Cái anh này, làm to mà óc chỉ bằng quả nho thôi. Cổ hủ nó vừa vừa thôi chứ. Chính tôi lấy vợ từ năm 17 tuổi đây này. Anh nhiều việc nên không nhớ, hay là anh cố tình quên đấy?
Mẹ muốn gặp mặt cô gái đó. Nhìn cách nó dọn dẹp sắp xếp nhà cửa thì được lắm rồi. Nhưng không biết con người thế nào. Con bé được đấy. Có nhiều triển vọng. Con đầu, dâu trưởng, không phải chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón, mà còn phải biết đảm đang quán xuyến việc gia đình nữa. Giờ con đã lớn, con tự làm chủ được bản thân rồi. Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng phải cho mẹ gặp mặt cô gái đó.